Cái chùa này á, mình quen gọi á, là chùa Chi Kê Dưới, nhưng mà tên của nó là tên Wat Rồng Duol Tuol Sophi Ra Chi Kê Riêng Chi Kê Krom Khom Châu Lăng Độc Sài Tôn Khát An Giang. Cái tên chùa Chi Kê Dưới ấy là cái trên tên mà chính gốc của nó đúng tên Khmer đó là Wat Rồng Duol Tuol Sophi. Hiện giờ ở trong cái giai đoạn lễ trùm binh của người Khmer, hoặc là gọi là lễ Đôn Ta, thì bữa nay là bà con người ta đi chùa, người ta cúng. Nói gì? Ba. À, là người ta cúng các sư. Này nó cái thứ ấy bên á bên nữa dạ bên bên và cái lâu quá dạ không hả không bài nó đấy đấy trực tiếp nó kết má nó bài nó bài đấy đã thoát rồi nâng này bên rồi trực tiếp lâu chăn đây nè chăn nâng không dạ bài nó đã không ở chăm trực tiếp Cái này là bà con người ta cúng cho các sư nhân dịp lễ lễ trung binh. Cái này mấy cái món mà người ta cúng là có đặc biệt á, là không thể nào thiếu là cái nếp này nè, nếp mè đen. Anh sao mà rồi bún phi bún nguyên chóc nó bánh xèo ở đây hiện giờ đó là cái ngày này là cái ngày lớn ở trong cái chuỗi ngày mà người ta làm lễ trùm binh. Còn có một cái phong tục nữa là cũng trong cái chuỗi ngày làm lễ trung binh này nè, là đi dắt cơm nếp để thả dưới thả xung quanh chùa, kiểu như là cúng con hồn bên kia cái hơi gì sáng gì ta, mặt trời hả, mặt trời là đẹp lắm. Cái này là người ta cúng để cho các sư, trước nữa các sư ngồi đây ăn. Bà con trong làng đó người ta đem
người ta đem đồ đến cúng cho các sư đó, đang ta đang ngồi chờ. Cái này ở chùa Chi Kê Nhơ, Chi Kê dưới. Cúng cho các sư xong rồi đó thì bà con người ta cũng ăn tại chỗ ở đây luôn đó. Có người thì ít khi người ta lấy về nhà lắm. Bữa nay người ta đãi bún rum chóc. Con người ta có làm mấy cái giống nhỏ nhỏ như nè, để người ta gánh cái nồi, cái rổ nhỏ nhỏ như để người ta đi chùa. Đúng không?
cái giống này nó nhỏ xíu à. Ở đây là chùa Rồng Đua Tua Sơ Phi, là chùa chỉ cái em dưới á. Ta đang làm lễ cho Vân. Sáng sớm là cúng cúng nùng chóc, cúng nùng chóc cho các sư. Cái chùa này cái chánh điện chắc phải làm lại nữa rồi, chánh điện cũ quá.